Chịp xuống. Bóng ơn chân rùm chịt chịt tì cổ rộp. Thì ngày này kì chịt ngay sau. Đọc rồi khai bà tham à xa. Chân à mô mê. Sa bà xa bà tà xa kà rai. Pì bòm bàm rồi hà xa bàm buôn. Trời nâng thay tì đọc khai kà kà đá. Kì xa kà rai pì bòm đọc bàm. Nơi bên này xa mà chết bóng ơn chân rùm chịt. Tạm đàn tù xa bò rà miên xong khép. Đại miên chịt bàn tọc bàn tọc đôi tò tầy. Môn trái thân nhà kia bị phục lộ bình chạy thá. Campuchia nâng tài sát khổng chùm nằm bà tế kê kê rõ khổng nông bị phục lộ. Bà thiên cam vị thí bà chăm đầm bọn Ánh Sĩ ạc nê rồi bọt thân nhà kia bị phục lộ lô srei lù sko ra bà bình chạy nâng ngay mà xong mình thá. Bật mến tay bà lật tập hòa khổng nông sát xâm rạp mà nẹ khổng nông chân nằm bị bọn đọc bấy miền chùm nuôn bàm pi rồi bàm bùn đô la gọt đáy. Tại bà tế Campuchia nâng tài trạc bàn kê chắc chùm nặng thân nạ sẽ tự kịch tì mùa rồi chết sập bốn khổng chùm nằm bà tế pi rồi bàm. Ní bà dùng tạm kỳ hạt tùm bò mà nè sẽ kạc mái bàn chọc xa ai đấng cao bí mà xoắn mình nì. Các bàn chạy rồi bó lúc rầy lúc có ra cứ bàn thơ vơ lá khăn ông kết vị cửa dụ bò mối đảm bày xoay nhốt ông bí mà tệ dụ bó. Nâng tù xa nạ bí nẹ bẹp bón xâm rạp cả áp hi vọt nơi bà tế Campuchia. Rùm thành cả bà chóm nè cả áp hi vọt nè bẹp kháng mốc. Nâng bí phía xa phải áp thịp hiếp xâm rạp cố nè dụ bài sẽ tự kệch xong cốm lờ cùng nai tùm rúng. Nâng cả video cho nàm bí bọn đập răng bí đo bí bọn đập răng bấy. Đảm bày chui bà tế Campuchia ở xâm rạch bàn cột đai chết cắt bằng thói phiếp kê kron nâng thị nì nì rôn tà rạp phiếp. Kê hạt tùm bò mình sẽ kai khám mát ở đài ní có bàn lực lạ ở đằng bằng thaym tam bà dạ lô srei lưu sko ra bà thiên cam vị thiếp bà chạm nằm bọn Ánh Sĩ ạc nê rồi bọt thân nê kia bị phục lộ bàn lực làng tiệt thá. Bà chụp bọn, Campuchia miên bà chê chôn chùm nuôn chiêng đọc bằng bì phía rối miên chi vừa phiếp kê kro nâng hạt sập bôn phía rối chi nẹ nghi rôn kru đòi xa tài ca thua áp phí bà thời nay kia bị phục lộ ba rộng khơi thác Campuchia miền cầm nàn sẽ tự kết chìa mất xuống. Bạn bị biết bạn buồn phía rối khăn ông mùi chân em. Chắp tăng bị chân em bị bọn bấy đó chân em bị bọn đọc bấy. Hai bà tế Campuchia bằng khai chìa bà tế tí đọc bạn bị khăn ông bị phục lộ. Xâm rạp cầm nàn sẽ tự kết lương trên kê bóng phót. Hai cầm nàn này nằm một đời xa vì sai cạch đế. Tế sẽ cho nâng cạch sẽ cảm. Môn trái rồi bọn thời nay kia bị phục lộ lô srei lưu sko ra bàn thái thác. Campuchia miệng bóng nóng ở bệnh trị trôn rộng bọc luôn miền trong nồ mất dụng cùng rực khắp quốc. Khổng chân nằm bị bọn xàm sắp, hai bàn cắt bắn thói phiệp kề kề rồi nhận hỏi nát có mùi phía rồi khổng mùi chân nằm. Nên cắt bắn thói ở bàn tiền sớt nơi chân nằm bị bọn xàm sắp. Chúng với những bánh hà ní lột sợi sổ ra, bà thiên cầm vị thí bà chăm nằm bọn Ánh Sĩ ạc nế rồi bọn thân nhì kia bị phục lộ bàn xong cột thôn thá. Cả thua ơi bông non tăng nốt xâm rạch bán kỳ trời thua cá bà dựt bà chăng tình nâng ẩm bờ bộ rồi lưới, cầm nai tùm rung chụp bắp, cầm nai tùm rung rột tạ bá, nâng cầm nai tùm rung khốn nông cầm nào bà đập áo vút chế đào. Chúng với những bánh hà ní nẹ tạm đàn sở thân nạc xong cùng Campuchia bàn xong đàn cá bà rùi bà rõm thá. Dù nạc ca này các cách bắn thói phép kề kỳ rồi bỏ Campuchia cứ thật nợ khổ nông phép hồi xưa này lối, rư ai này dạy bàn thá. Mình tốn thì nì ai phép kề kỳ rồi, thôi cho khổ nông sập hiệp nâng nô này lối tệ. Bỏ tuổi chìa rồi dạp bê trong kỳ rồi ní, phép kề kỳ rồi bàn thói cho bì hát sập bầy kỳ bì phía rồi, một nơi trầm chiêng đắp rằm bì phía rồi nơi cho nàm bì bón đập bì. Campuchia nâng Việt Nam bắt đại nhà bắn tọ bỏ bóng cố bồng đáp bắn chấp ở bán chạp chạp. Lô nẹ nên chỉ tìm mệt rấy. Tạm ca chọc sai rồi bằng kỳ hạt tâm phó xâm lệ này bởi chia thập bắt tay vì ổ đi bà này đang thá. Các bị kịch bởi chống rồi dạp bệ bây thang ngay khăn ông cột bồng nông đọc sài bánh hạ bồng đàn đàn nơi xe xó. Phía kỳ Campuchia nâng Việt Nam bằng ai cập hiệp khăn hiệp bắn tọ các bỏ bóng cố bồng đàn đòi bắt đạch nhà thơ kịch ca này ở bàn chạp chọc. Sở bê cả bọc một cô bồng đáng xâm rạch bàn chương 80% rồi hơi rồi hôn một đoát bê nỉ. Cần lòng tới, đồng nà riêng, cần nạp bạc xong cựu chiếc một đồ xìm riêng lục ôm xâm án, đạp bàn rốt khơi thác Campuchia bàn bạch bằng tật đấy tới ở Việt Nam, bàn xin là ở bạc cả bọc một cô bồng đáng chung môi nâng Việt Nam, rồi hôn đọc khói cả bọc cho nó chiếc cho nàm bì bọt đắp rạm bậy. Đồng nà riêng, cần nạp bạc xong cựu chiếc lực làng thác, phía kỳ khám ái nâng khám ái chia bí xác cân nạp bạc xong cựu chết nâng cân nạp bạc bạc trị chôn Campuchia nơi miền tù xa nạp tôi khá nền lối bẹp bọn tân nâng bánh hát bồng đại. Kê hạt tùm bò xâm lê nê bạc trị thập bạc tay vì ổ đi bà bánh thái mọi nâng thiệt thá. Kroi bì kà bánh chọc kích bạc chôn ca bì thay bạc hóa. Bà thiên cân nạc cà mạng thị kà kích cáp bồng đại lục và cầm hông bánh bạc đế sai bánh bọ xài bánh thám tại cà nẹ xa bò rò miến lực kịch bà chôn bánh hạ bồng đại cho mùi nâng phía kỳ Việt Nam đã kron tay ai xịt đầy bà cà bò rò miến mùi sân lận. Ai kết xa cho kịch bồng bình rồi viên Campuchia nâng Việt Nam lớp bánh hạ bồng đại thật nông ca lẹ bắn sợ bệ đá phía kỳ tàng phí bánh cho hạt tư lê khá lực ai kết xa chi chắc sân lận.
Lúc ông xâm án miền bờ xa thế, rồi thả bị ba Campuchia tại tại án thế cả bỏ bóng cột bộ đánh cho mùi nước Việt Nam, Campuchia mà miền cả bắt bóng tất đây nổi tệ. Giang nạc ở đây lúc mình tỏ thế, lúc bình nhật khinh thả Campuchia mình bàn dục phân tích khả nạn mùi lưu mùi rối bốn, đại miền nơi ông các xã hạ bộ chi chết mọc bác xâm rạp bỏ bóng cột bộ đánh nổi tệ. Lúc mình tỏ thế, rồi thả bị ba bàn dục phân tích khả nạn mùi lưu hạ sập bốn, mọc bác chùm nô vĩnh, chỉ hết thua ở Campuchia bắt bóng thực đầy. Cua bình trẻ thế, các bị thường ngày chắn, lúc này dựa mình thấy hôn sát bà xô xe lý khách môi cho bắp từ ạ kẹt lý khách tìa ông các xã hạ bởi chí chết lúc bàn kì muốn. Đói xin là xong phần tì Campuchia đã đồng con nơi ông các xã hạ bởi chí chết mốc bình nập tình tọa chìa mùi nông phần tì đã rõ thập hị bạp. Bàn pra đo sài bà nhà hạ bồng đang chìa mùi nông protest chật khàn. Sông công xì vớt, bọn tỏ tìm tí ở tùm lẹ cho bọc ông ca kra rõ thạp hị bá, khả nạ sập hiệp cổ rộng ảnh mắt nơi đám sắp đá kỳ. Bà dùng tám kỳ hạt tùm bò vì sử dụng bà ràng ổn trả chết AFE bằng chọc sai ở đằng thái. Nơi bắt ngay bà hóa mà xôn mình ní, cổng sông công xì vớt bàn thơ về tì ca xa thiết rạng nạp mối để bị kịch sân tình yêu sông công rồi viên nạn dụ bái nơi sông công xì vớt, lời sẽ đầy bình chụp bạp xa mà công nâng ổng ca kra rõ thạp hị bá nơi lời tì liếm bà chế thấp bà tay. Sông công xì vớt, nơi tại bằng tỏ tìm tí ở rõ sập hía, tùm lẹ cháu nơi sẽ đầy bình chụp bạp đó chùm rộng chùm rãi nì. Bên tay rõ sập hía mặt bàn khoai khoa nâng ca tìm tìa lái, hai thêm tiền cổ ảnh mặt nơi đàm sắp đá cơ nì tiệt. Ní, mình mềm chỉ lực tìm mùi tế đại cổng sông công xì vớt bàn tìm tí ở rõ sập hía chết, tùm lẹ cháu nơi sẽ đầy bình chụp bạp sẽ đầy bì xa mà cốm nâng ông ca mềm rõ tháp hị bạc. Tạm cầm rộng, các chụp chung khí nơi thằng ngày ní nâng miệng đồng nàng ông các sông công xì vấn nâng bà chìa bộ rốt đại bà chăng nâng sạch đầy bình chụp bạp đó chùm rộng chùm rã mùi ní chùm nuôn pram bò nẹ chùa ruộng. Có bồn tay nẹ chùa ruộng chạy sạch mình chùm nuôn bà mang chiêng mùi rồi nẹ bồn nó phía chàng chân nẹ rụt một tổ đốp đã chìa xa mà chắc rồi bó xa mà cùng ai kể bà chìa thập bà tay nơi sẽ tự kết kết bà bọn. Khnông nút đầm nàng ông các sông công xì vấn nâng xa hạ chiếc bà mang bà mùi ông cập hiếp bàn chùa ruộng bị phía xa nâng cho chạy bì sạch đầy bình chụp bạp này. Kỳ hạt tùm bò vì sử dụng bà ràng ổn trả chiếc AFE đỏ đài ní, bà bằng hai ở đằng thiệt thá. Sông cung xí vô xâm đại ca bụi bà rộng thá, sẽ kết đáy bình chụp bạp ní nâng rất bất xe rây phiếp thua xa ca mập hiệp rồi bọc luôn. Hai khlâm xá chụp bạp tiệt xáo, bà rùm lộp rộ thông mà nối nâng chụp bạp ổn trả chiếc. Mà dàng tiết chụp bạp ní nâng bạp bó đọc đâm nà ca áp hi vô, sật mà nú sẽ tự kết nâng bà chiếc thập tay nơi Campuchia phòng đài. Lục vôn bớt, bà thiên xa mà cùng ai kết bà chìa thập bà tay này sẽ tự kết kết bà bốn đã chân nhạc riêng trong vệ tí ca xa thiên rồi nãy bàn bằng trẻ thá. Cô đồng ông ca xong cùng xì vô năng nơi tại bàn to tiêm tí ở rốt sập hía, tùm lẹ cháu sẽ đầy bình chụp bạp ni rồi hốt đo niệm tí trong cỏi. Sẽ đầy bình chụp bạp sẽ đầy bì xa mà cùng nâng ông ca kết rốt thập hị bà miền bà bồn chung bước nâng xam sắp bà bồn miệt ra. Bà tám nhạc nông bị rốt sập hía chết Campuchia sẽ đầy bình chụp bạp ni ác nâng trời sập hía bà chúm nâng ăn ưu mặt nơi đám sắp bà đá cỏi. Cần nạp bạc xong cựu chiếc, đài mân quân trọng sự đầy bình ní bàn ảnh ảnh thá. Sự mạch chất sắp hiếc tiền hạ sắp làm rụp đồ bọc luôn, nâng mình bọc cho nó lực đáy ảnh mặt sự đầy bình chấm áp thamay nị tỷ. Câu chốt bó tự tù dự ảnh sát rồi bọc cho bọn cài sắp hiếc rối lời cài riêng chóng cho chúng bọc cho nó. Nghĩa mong ai bỏ ra mình bị kỳ hạt tùm bò xâm lên nơi bà chìa thập bật tay VOD bàn chọc sai ở đằng thá. Cần nạc cảm ạ thị ca chiếc riêng chóng cả bọc cho nó câu chốt bò ở đằng thá. Khuôn bàn tù do ảnh ưu sát cài sập hiệu rồi nè ảnh ưu sát đại bắt đầu đòi nạ chung niên chụp bốn lưu sức đầy bình bọt bình chía nâng nị tệ vị thi xâm rạp cài cho chung mô bọt chân áo chân áo bí bọt đắp ra mùi. Kể hạt tùm bọt xâm đầy nè bà chìa thập bà tay VOD đòi đài ní gặp mạng bình chía ở đăng tàm để dạy sức đầy bà cà bò ra mía rồi bọc cơ chụp bò ở đăng thá. Nơi bắt ngay bà hoa mà xa mây ní ảnh ưu bà thiên cô chụp bò lục quỳ bồn rướn bàn chụp cho mùi nâng cổng bê sức cả mô bì chụp bốn đàm bày bì phía xa lưu ảnh ưu sát đã chụp bốn bán được lại. Sức đầy bà cà bò ra mía bàn tò thá. Chỉ lát tập phó, cô chụp bò bán tự tù dụng ảnh ưu sát được bò chụp bốn bà màn ca sấp hiệu rồi. Trong này trong nội nơi xe xó, miền đôi chìa cạp sọc xài tên ở nơi nẹ bò chân nọt lưu kê hạt tùm bò. Tôi nâng tin nhạc xong kết cá, nâng xe rây phiếp nhạc xa bòi miền triệt đám. Cô chụp bò bàn xa nha thác nâng bình đất mớ, nâng cái xâm rúa, rùi bằng chốn tới ai phiếp kì chụp bòi mặt đoàn tiền. Sẽ cái đấy bà cạp bò ra miền đọt đài bằng tò thá. Cô chụp bò, nâng bằng chốn cớm xa là thò xâm rạp nhạc xong kết cá bò chân nọt, nâng cô cáp xem xe tiết tới ai phiếp kì chụp bòi, đọc bây chuối trùi bình đất nâng bắt đó ăn ưu xa bằng tò tiền. Sẽ cái đấy bà cạp ai đang tiết thá. Nâng đám khai cả nhà chân nằm bì bọt đọc rạm ní. Phía kì chụp bốn nâng bằng chung nẹ chung niên ca bó chân nọt mùi rụp nâng bày bắn tó xa hạ cá. Nâng thơ vơ ca nơi tì xin nạ ca cô chụp bó rơi dạp bếp bày khải. Nơi thằng ngày xáy, cô chụp bó nâng phía kì chụp bốn nâng bắn tó chụp khí nế mà đoàn tiết. Đọc bấy bì phía xa khí nế ông bì bà chai kê tê công chú tớ xâm rạp ca cho chung mốc bó chân nọt.
គួររំលឹកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបសហការជាមួយនឹងកូជបដោយជួយផ្តល់ជំនួយទាំងថវិកានិងបច្ចេកទេសដើម្បីជំរុញយន្តការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដំណើរការទៅដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បន្តពីប្រទេសនេះមានចំនួននយោបាយបន្តបន្តក្រោយការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដង ប្រជាពលរដ្ឋអំពីវនីអរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ករណីប្រជាជនសៀមចូលមកភ្ជួររាស់លើដីខ្មែរតាមតំបន់ព្រំដែនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីត្រឡប់មកឯព័ត៌មានព្រំដែនពីគេហទំព័រមនសិការវិញបានជាប់ផ្សាយឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែឧសភារហូតមកប្រជាជនសៀមបានចូលមកភ្ជួររាស់និងព្រួសស្រូវលើទឹកដីខ្មែរតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងព្រៃចន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅប្រមាណជាង60ហិកតា ហើយសមត្ថកិច្ចខ្មែរការពារព្រំដែននិងអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានលោកកូសុំសារឿនជាអភិបាលខេត្តមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ប្រជាជនសៀមឡើយប្រការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនសៀមដែលមានកិច្ចការពារពីសំណាក់តម្រួតនិងទីហ៊ានការពារព្រំដែនកាន់តែបានចិត្តក្នុងការចូលមកភ្ជួររាស់និងព្រួសស្រូវលើទឹកដីខ្មែរក្បាលបង្គោលព្រំដែនលេខ41ដោយគ្មានញញើតអ្វីទាំងអស់ សម្បីតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏មិនទាន់ចាត់វិធានការលើករណីប្រជាជនសៀមរំលោភចូលមកភ្ជួរស្រែនិងព្រួសស្រូវលើទឹកដីខ្មែរតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះដែរគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃភូមិព្រៃចាន់ ឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាចុះទៅពិនិត្យមើលករណីភាគីសៀមចូលមកភ្ជួរស្រែនិងព្រួសស្រូវក្បែរបង្គោលព្រំដែនលេខ41ជាបន្ទាន់ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លែងដែរប្រជាជនសៀមចូលមកភ្ជួរស្រែនិងព្រួសស្រូវជាង60ហិកតានោះជាទឹកដីខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចការពារព្រំដែនខ្មែរនិងអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបែរជាបណ្ដោយឲ្យភាគីសៀមធ្វើអ្វីៗស្រេចតែអំពើចិត្តទៅវិញតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបានឡើយប៉ុន្តែប្រជាជនសៀមបែរជាអាចចូលមកភ្ជួរស្រែនិងព្រួសស្រូវដោយសមត្ថកិច្ចខ្មែរមិនហាមឃាត់ឡើយមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលខ្លំមើលបញ្ហាព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរ
ហើយបណ្ដាឲ្យភៀកគីសៀមចូលមកជួយរស់លើទឹកដីខ្មែរនោះទេហើយបណ្ដាឲ្យភៀកគីសៀមចូលមកជួយរស់លើទឹកដីខ្មែរក្បែរបង្កប្រំដែនលេខ 43លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងមានប្រតិកម្មចំពោះអំពើឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសយួននោះគួរពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់ភៀកគីសៀមដែលកំពុងរំលោភលើបរណភាពទឹកដីខ្មែរនៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃឃុំអូ៣ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរ ដែលហេតុថាសមត្ថកិច្ចការពីប្រំដែនខ្មែរនៅក្នុងតំបន់នោះមិនហ៊ានចាប់វិធានការទប់ទល់នឹងអំពើឈ្លានពានរបស់សៀមទេដោយសារតែគ្មានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើហេតុនេះហើយទើបប្រជាជនសៀមអាចចូលមកជួបរស់នៅព្រោះស្រូវលើដីស្រែប្រមាណជាង60ហិកតានៅក្បែរបង្គោលព្រំដែនលេខ 43លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយនាងខ្ញុំរស់មារីយ៉ានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិប៉ាតកោតូគីវាប្រហារស្ថានកុងស៊ុលថៃដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងជនជាតិអ៊ុយហ្គូងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រ ដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រជាជនអ៊ុយហ្គូដែលពួកគេជឿថាកំពុងរងការគាបសង្កត់បាត់សិទ្ធិសេរីភាពគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនៅខេត្តស៊ីនជៀងក្នុងប្រទេសចិនការពីថ្ងៃប្រហ័សប៉ូលីសតូគីបាននិយាយថាគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសវាយបំផ្លាញស្ថានកុងស៊ុលថៃនៅតូគីបាតកម្មប្រឆាំងនឹងចិនកើតមានតាំងពីជាង1សប្តាហ៍មកហើយទើបតែនាយកថ្ងៃពុធដែលក្រុមបាតកោតូគី បានឈានទៅដល់ការដុតវាយបំផ្លាញស្ថានកុងស៊ុលថៃនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រជាជនអ៊ុយហ្គូក្រុមបាតកោតូគីវាប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលថៃបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានចាប់បញ្ជូនប្រជាជនអ៊ុយហ្គូប្រមាណ100នាក់ទៅឲ្យប្រទេសចិនវិញអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃអះអាងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានទទួលការធានាពីទីក្រុងប៉េកាំងថានឹងមិនធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល
Đời một bị miền cả thiên nhiên được bỏ chấn từ thầy dồn prom bằng chung chân chết ủi gố ai trở lập tới chân vinh. Tam một trời cả phía sự mà nữ tam bất ní khuôn tài chế bị phá em đài rộ bộp sạc prá đâm bấy bật bằng trời rật bột bất rộ bỏ khuôn tài phần nổ. Kế hát tâm bộ vị sự bỏ rằng ổn trại chết EFE đã đài ní bàn lực là ngoại đấng tam rời dẹp rời thiên nhiên thực bật đầy tụ ký lục Recep Erdogan một bí kỳ nạp bà áp hệ rãi Islam ní dung bàn chung đâm nâng từ tì krong pê căng bí ká mình bình chất rộ bỏ ổng cả rá từ nâng ca đài ả nhà thô chấn, bàn hàm pháp rồi chì chôn Islam ôi gố, mình ơi ảnh vọt tùm lộp tòm ở hà nơi rồi đợi búa, sạch nà Islam không khách xin chàng. Tì krong bề cắn, bàn bà đi sát đầm nâng ní, nâng thà cư cả sạch lộ khẳng lệch đài chọc sai bầm bóng bò đầm miên nôm ôi kê sọp chân. Rồi tháp phía bà chấn, bàn chênh sạch đầy bà cạp đo đầm bồ miên đò bà chìa chôn rồi bọc luôn, đài chênh từ đà cầm sán nơi bà tê tụ ký áo bà giác bà giang chung phút sử vật tập hiếp, nâng mình trao cho từ bài cấp 4 bà tập cắm nơi tụ ký. Tạm tì phần nhạc nghiệp bà đầm miên bà răng EFP, bàn đọc sáng sạch đầy bà cạp rồi bọc ở nhà thô chấn, nơi xin chén bà công mình đi chấn, hà mình ơi mình trầy rồi tập cá, cổ bằng riêng nâng sát xa lá, anh vọt cả tòm ở hà nơi khổ rồi đợi bút sát xa Islam đi tì. Phố chí nhiệt thán rụt bọc bởi chìa chôn cảnh sát xa Islam trở ở nhà thô chân, bọn khóm ỏi bạc thoa mà đá tu chếp bởi chìa chôn Islam trở tòm ở hà nơi rụt đợi bút cỏ đòi. Dù bụt chôn ủi gồ khá lạc nị dây thá, sát xa lá nâng cựu bằng riêng trở bàn ở nhà thô chân chạp bọn khóm ỏi bò rì phục ở hà thang ngày trống, đại tàm bất trở tòm đòi cồng nẹ cảnh sát xa ủi gồ. Đời xa tại khuyên thá, bởi chìa chôn ủi gồ đài miết đàm cầm nào trên bì tụ ký nâng cảnh sát xa Islam đôi bởi chìa chôn tụ ký. Từ cổng bà chìa chôn chết nì dùng tụ ký chìa tràn rồi nè, chạp nôm khí thuở bà tạc cắm bà chăng chìa tràn lước nơi mốc thàn tụ chân. Nè tế sự cho chân, nâng tì tăng bà dòi đọc bò chân nơi khnông tì cổng Istanbul bàn rôn ca vi bà hà bì cổng chết nì dùng tụ ký, đại án án thá, chìa cổng ca bìa sất đọc bà chìa chôn ủi gố nơi xin chàng. Lớt nè niên chì tì mệt rây, bò rì mến sẵn khai bà đọc bà cổng ca nghe niên khí nhầm nên khi nhóm dù chẳng thì ní, xong thay em nọ còn dàng chìa chơi trong bộ lực này niếng để bán tạm đàn tù xin à cam vị thi ní, tăng bị đàm rồi hộ đo tí bên trọng. Xong ổ cún, xong cổ rụp lìa.